chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin được gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị, tin vui cho dân Việt Nam sau khi bị Hải quân Việt Nam cho nếm mùi thất bại, thảm hại, chừng trị thói hung hăng kiêu ngạo của Hải quân Trung Quốc và Campuchia. Vào mấy ngày trước cho tấn công tiêu diệt, hai con tàu của chúng khi ngang nhiên xâm nhập một cách bất hợp pháp vào vùng đặc quyền kinh tế tại đảo Phú Quốc và bắn chìm tàu cá của ngư dân. Do dám ngang nhiên chiếu laser vào tàu cảnh sát biển Việt Nam, cảnh sát biển Việt Nam cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu công vụ của họ trên Biển Đông khiến một số thủy thủ mù tạm thời nên bị nếm mùi lễ độ. Cảnh sát biển Việt Nam PCG ngày 14 tháng 2 cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5205 đầu tuần trước chiếu tia laser màu xanh vào tàu công vụ 389 của họ đang hoạt động cách bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 20 km. Quân đội Trung Quốc và Campuchia đã lên kế hoạch trả đũa sau khi có được những thông tin cần thiết từ cơ quan tình báo Việt Nam tại Campuchia khi hải quân Campuchia dưới sự hỗ trợ từ Trung Quốc đã tập kết tàu chiến tại Phong Bông Som và chuẩn bị tấn công vào Phú Quốc để phục thù các tướng lĩnh của Việt Nam với chủ trương ngăn chặn từ xa theo chiến thuật tiên hạ thủ vi cường đã cho tàu chiến kết hợp với lực lượng đặc nhiệm rồng đen đánh đòn phủ đầu ngay tại căn cứ hải quân của Campuchia tại tỉnh Phong Bông Som làm cho quân đội Campuchia bị thiệt hại nặng nề Thưa quý vị, sau khi có được những thông tin Hải quân Campuchia được Trung Quốc hỗ trợ đang tập kết tàu chiến tại Công Bông Sơn, chuẩn bị hành quân đánh đạo Phú quốc để phục thù cho vụ tổn thất vừa qua. Quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam Tướng Giang cho biết sau khi bị chiếu tia laser hôm ngày 12 tháng 2, thủy thủ đoàn trên tàu 389 bị mù tạm thời trong khoảng 10 đến 15 giây, song không rõ họ có bị ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài hay không. Tướng Giang lên án bất cứ hành động nào gây tổn hại và nguy hiểm cho mọi người. Tư lệnh vùng 3, Hải quân nói rằng quân đội Việt Nam đã lên kế hoạch đánh đòn phủ đầu, đập tan âm mưu xâm chiếm của Campuchia từ trong trứng nước. Các lực lượng hải quân và đặc nhiệm rồng đen tham gia trong chiến dịch phá kình đại dương này được giao nhiệm vụ bí mật đánh chiếm, bãi, đổ bộ, tại chân núi Tà Lơn, phong tỏa đường 3 và đường 4, tiến đánh cảng Kampong Som, tiêu diệt lực lượng hải quân của địch ngăn chặn không cho tàu chúng từ cảng Duyên, Kampong Som chạy ra biển, bảo vệ sườn trái, đội hình đổ bộ của lữ đoàn Hải quân 126 của Việt Nam. Tại khu vực tập kết, Hải quân Campuchia được trang bị nhiều tàu hải quân, tàu phóng ngư lôi, săn ngầm và lực lượng phòng vệ tại cảng có pháo mặt đất, pháo phòng không, tên lửa, có nhiều công sự, hàm hào kiên cố trên các đảo và đất liền. Thưa quý vị, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 2, các đơn vị hải quân nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Giờ ghê của chiến dịch đổ bộ được quy định vào 20 giờ. Toàn bộ lực lượng tham gia đợt 1 chiến dịch được lệnh xuất phát. 19 giờ cùng ngày, hai tàu chiến cùng các chiến sĩ thuộc lữ đoàn 126 Hải quân đổ bộ đã đến sát chân núi Tà Lơn, phát hiện được tàu chiến Việt Nam. Campuchia đã dùng pháo 105 mm ở trận địa Đông Bắc bắn ra, làm nhiều cột nước tung lên phía trước các tàu đổ bộ. Khi pháo địch vừa ngưng bắn, lực lượng đặc công của hải quân khoảng 110 người đã bí mật đổ bộ vào ngay trong đêm, bố trí sẵn ở quanh trận địa và lập tức tổ chức nổ súng tiến công buộc địch phải bỏ cả pháo đạn chạy trốn. Sau khi làm chủ trận địa pháo, đặc công lần lượt đánh chiếm các trận địa, hỏa lực khác để bảo vệ an toàn cho quân đổ bộ. Ở tại Tà Lơn, đúng giờ ghê, các tàu đổ bộ của Việt Nam tiến vào bờ. Các đặc công của tiểu đoàn 63 nhanh chóng tỏ ra đánh chiếm các mục tiêu quy định, hỗ trợ các chiến sĩ đi trước, chiếm giữ đầu cầu. Các tàu vận tải lần lượt tiến vào khu vực đổ bộ. Cùng lúc trên biển tàu HQ-203 và tàu HQ-215 thuộc biên đội 2 cảnh giới ở sườn trái, bãi đổ bộ, phát hiện biên đội tàu địch ở giữa đảo Com Chết đang tiến về phía đoàn tàu đổ bộ. Hai tàu của Hải quân Việt Nam lập tức sử dụng pháo bắn chặn. Phía Campuchia vận động né tránh rồi bắn tới tấp sang phía tàu Việt Nam. Trận hải chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Sau hơn 15 phút, biên đội số 2 đã bắn chìm hai tàu Campuchia làm hơn 70 thủy thủ Campuchia bị thiệt mạng, bắn bị thương một chiếc khác, trong đó có một chiếc trọng tải 100 tấn. Sau trận đánh với thắng lợi ban đầu, tàu của Việt Nam tiếp tục chốt chặn và tuần tiểu ở vòng ngoài. Lúc 1 giờ 30 phút ngày 13 tháng 2, biên đội 2 phát hiện 5 tàu Campuchia từ cảng Rim tiến ra biển Hồng đánh lén vào đội hình tàu đổ bộ của Việt Nam. Chờ cho chúng đến gần, lúc này các tàu HQ-05 và HQ-07 thuộc hạm đội 71 lập tức nổ súng tấn công mãnh liệt. Chiếc tàu Campuchia đi đầu trúng đàn, bốc cháy và chìm xuống biển. Được sự phối hợp của tàu 613, các tàu của Việt Nam bắn cháy thêm một tàu nữa, buộc ba tàu còn lại phải rút chạy, đảm bảo an toàn cho lực lượng đổ bộ. Cùng thời gian này, Biên đội 1 gồm các tàu HQ-01, HQ-03, HQ-197 và HQ-205. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghi binh ở hướng Bông Sơn, cơ động về cách quân cảng ghim 16 km, dùng pháo tầm xa, pháo kích 30 phút vào tận xào huyệt của địch, làm chúng hoang mang, lo sợ không gõ hướng tiến công chính của phía Việt Nam ở đâu. Ở cánh phải, các tàu của Việt Nam cũng đánh trả quyết liệt bốn tàu Campuchia và Trung Quốc từ khu biển kép tiến ra. Ta bắn chìm một tàu, buộc ba tàu khác phải rút chạy vào bờ. Cuộc chiến đấu kéo dài đến sáng. Với sức chiến đấu ngoan cường, các tàu của Việt Nam lần lượt đẩy lùi tất cả các lần phản kích của địch cũng như bắn hạ các máy bay tiêm kích trợ chiến của Campuchia, bảo vệ an toàn cho quân đổ bộ. Trong trận đánh này, tàu HQ-215 bị trúng đạn của địch, một số sĩ quan thủy thủ khoảng 12 người đã hy sinh anh Dũng. Được các lực lượng tàu chiến và pháo binh chi viện hiệu quả, đặc công hải quân đã lần lượt đổ bộ lên bờ an toàn. Lúc này lực lượng rồng đen được lệnh nhanh chóng tiến lên phối hợp cùng các đơn vị hải quân lần lượt tiêu diệt các ổ đề kháng cùng lực lượng bảo vệ tại quân cảng này bắn chảy thêm 4 tàu chiến và tàu tên lửa khác của Campuchia. Hai chiếc tàu ngầm cũng bị tàu hải quân của Việt Nam phóng ngư lôi tiêu diệt những tiếng nổ long trời lở đất cùng các cục khói lửa bay gập cả bầu trời đêm kèm với đó là những tiếng kêu la gọi nhau tháo chạy hỗn loạn của lính campuchia và trung quốc tại căn cứ hải quân này sau khi phóng tên lửa phá tan cầu cảng cùng các cơ sở còn sót lại hải quân việt nam nhanh chóng cho tàu chạy ra khơi trở lại cam ranh và phú quốc trong khi lực lượng đặc nhiệm rồng đen cũng tranh thủ trở lại khu căn cứ của mình. Cuộc tấn công phủ đầu bất ngờ và đầy mạo hiểm của lực lượng hải quân tinh nhuệ của Việt Nam đã làm Thủ tướng Hun Sen và quân đội Trung Quốc tại nước này choáng váng. Chưa có thống kê chính thức về tổn thất của hai bên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội chưa bình luận về thông tin. Hồi tháng 9 năm 2022, Việt Nam cũng cáo buộc tàu Hải quân Trung Quốc gọi tia laser màu xanh vào tàu kéo BEGP Habagat của Hải quân vùng 4 suốt 20 phút, khiến thủy thủ đoàn bị mù tạm thời và ngứa ngoài da. Việt Nam đã cảnh báo nhưng không nghe, nay phải ôm đầu máu. Thời Hải quân Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 cho ủi tàu chiến lên bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam sau đó triển khai nhóm nhỏ binh sĩ đồn trú trái phép tại đây. Các binh sĩ này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trung Quốc thường duy trì một tàu hải cảnh gần bãi cỏ mây để giám sát hoạt động của tàu cá Việt Nam, cũng như theo dõi nhiệm vụ tiếp tế cho quân lính. Trong một diễn biến liên quan, cựu chuyên viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam bị bắt trong vụ Việt Á, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam bị bắt với cáo buộc can thiệp giúp đỡ công ty Việt Á trục lợi trong kinh doanh kit test COVID-19. Ngày 4 tháng 1, bà Thủy, 56 tuổi, cùng Nguyễn Bạch Thùy Linh, 45 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Holding bị khởi tố tạm giam để điều tra tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi theo khoảng 3 điều 366 Bộ luật hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can có hành vi lợi dụng, ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành để tạo điều kiện giúp công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh, kit test COVID-19 để trục lợi. Đây là diễn biến mới khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty Việt Á và các bộ ngành liên quan. Một năm qua, từ khi sai phạm tại công ty Việt Á bị phanh phui, C03 và công an các địa phương đã khởi tố 29 vụ án và hơn 100 người liên quan. Trong số này có 3 nguyên ủy viên trung ương là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Gần đây nhất, tại văn phòng chính phủ, C03 bắt ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý, phó thủ tướng, với cáo buộc lợi dụng vị trí công tác can thiệp các đơn vị có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19 trái pháp luật hàng loạt lãnh đạo cấp sở nhân viên y tế của 24 tỉnh thành phố cũng bị khởi tố tạm giam cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố bắt hai sĩ quan vụ án Việt Á thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sai phạm được coi là điển hình về tham nhũng có hệ thống do tính quy mô xảy ra từ cơ quan, bộ ngành trung ương đến các địa phương. Kết quả điều tra ban đầu xác định nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỷ, Việt Á chi hoa hồng lót tay cho các đơn vị cá nhân gần 800 tỷ đồng số bị can vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu có thể tăng. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, cơ quan điều tra phấn đấu kết thúc điều tra vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu trong quý 1 năm 2023, nhiều khả năng số bị can sẽ tăng. Tại họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong đại án Việt Á, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 vụ với 102 bị can vụ chứng bay giải cứu đã khởi tố 39 bị can. Số tiền cơ quan điều tra đã phong tỏa, cây biên, bị can nộp, khắc phục hậu quả trong vụ việc Á là 1.670 tỷ, vụ chuyến bay giải cứu là 80 tỷ. 11 tháng qua, từ khi sai phạm tại công ty Việt Á bị phanh phui, cơ quan cảnh sát điều tra, bộ công an và công an các địa phương đã khởi tố gần 100 người. Trong số này có 3 nguyên ủy viên trung ương, Hàng loạt lãnh đạo cấp sở nhân viên y tế của 24 tỉnh, thành phố cũng bị khởi tố tạm giam. Khi mở rộng điều tra, ngoài một vụ án do Bộ Công an đang thụ lý, các tỉnh, thành cũng khởi tố 24 vụ án theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra, Bộ Quốc phòng khởi tố một vụ án khác, bắt hai sĩ quan. Đây được coi là điển hình về tham nhũng có hệ thống, do tính quy mô xảy ra từ cơ quan, bộ ngành trung ương đến các địa phương. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Thêm một lý do Mỹ không muốn cung cấp tên lửa tầm xa cho Uganda. Chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã nêu một lý do khác khiến nước này không muốn cung cấp tên lửa tầm xa cho Uganda. Mỹ không dư thừa. Trong các cuộc gặp lần đây tại Lầu Năm Góc, giới chức Mỹ đã nói với đại diện của Uganda rằng Washington không có hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân dư thừa. Politico dẫn các nguồn tin cho biết, việc chuyển ASTAM tới chiến trường ở Đông Âu sẽ làm cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ và ảnh hưởng tới sự sẵn sàng của quân đội Mỹ cho các trận chiến trong tương lai. Đó là lý do Mỹ sẽ không chuyển ASTAM tới tiền tuyến ở Ukraine trong tương lai gần, ngoài lo ngại Kiev có thể sử dụng tên lửa có tầm bắn lên tới 300km để tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga và vượt qua lằn ganh đỏ của Moscow đánh giá của Lầu Năm Góc về kho dự trữ, một phần dựa trên số lượng vũ khí và đạn dược mà các nhà hoạch định nghĩ rằng Mỹ có thể cần để đối đầu với kẻ thù. Những kế hoạch đó đã không được sửa đổi nhiều kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và chưa tính toán lại những kho dự trữ mà Mỹ cần duy trì để đối mặt với một nước Nga đang suy yếu hoặc tính tới thực tế Ukraine đang ở trong một cuộc xung đột với Nga. Một trong những lý do khiến Mỹ không muốn gửi Astam là vì Washington mong muốn duy trì một mức đạn dược nhất định trong kho dự trữ của nước này, một quan chức Mỹ cho biết. Theo một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, với bất kỳ gói hỗ trợ nào, chúng tôi cũng luôn cân nhắc mức độ sẵn sàng và nguồn dự trữ của chính chúng tôi trong khi vẫn có thể cung cấp cho Ukraine những gì họ cần trên chiến trường. Có nhiều cách khác để cung cấp cho Kiev nhưng khả năng cần thiết để tấn công các mục tiêu của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Laura Cooper, quan chức chính sách hàng đầu của Lầu Năm Góc về các vấn đề Nga, Ukraine và Á, Âu cũng nói rằng với mọi loại vũ khí mà chúng tôi cung cấp, cho dù là hi mắt hay một loại vũ khí tên lửa đạn dược cụ thể nào, chúng tôi luôn phải xem xét sự sẵn có trong kho dự trữ, chúng tôi cũng phải xem xét cả vấn đề sản xuất để đưa ra quyết định phù hợp. Trong hai thập kỷ qua, Lockheed Martin đã sản xuất khoảng 4.000 Astam với nhiều biến thể khác nhau. Một số được bán cho các quốc gia đồng minh sử dụng khoảng 600 quả tên lửa Astam trong chiến tranh vùng vịnh và chiến tranh Iraq. Ukraine đề xuất mua lại từ đồng minh khác. Một giải pháp thay thế đang được Kiev cân nhắc là đề nghị Mỹ chấp thuận mua Astam từ một quốc gia đồng minh vận hành loại vũ khí này sử dụng nguồn tài chính quân sự từ Mỹ. Những nước đang sử dụng Astam bao gồm Hàn Quốc, Ba Lan, Romania, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Bahrain. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề khác đối với việc gửi Astam cho Ukraine. Đội ngũ của Tổng thống Biden cho rằng đây là một động thái gây hấn. Các quan chức Ukraine đã từng nghe những lập luận tương tự với các loại vũ khí khác trước đây, nhưng sau đó chính quyền ông Biden đã đảo ngược quyết định và gửi lựu pháo, hệ thống phòng thủ tên lửa và sa tăng hạng nặng do phương Tây sản xuất cho Kiev. Bất chấp sự dè dặt của Mỹ, Ukraine vẫn tiếp tục thúc đẩy Washington cung cấp vũ khí tiên tiến hơn, trong đó Aspam thường đứng đầu danh sách. Chúng tôi cần tên lửa tầm xa để tước đi cơ hội của Nga đặt các bệ phóng tên lửa của họ ở một nơi nào đó cách xa tiền tuyến và phá hủy các thành phố của Ukraine. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong một bài phát biểu qua video hồi tháng 1 năm 2023. Ngày 14 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Los Austin và Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley sẽ tới Brussels để tham gia cuộc họp lần thứ chính của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine. Một nhóm gồm 50 quốc gia thảo luận về những hỗ trợ quân sự mới mà họ có thể cung cấp cho Ukraine. Ukraine muốn giữ bí mật về chi tiết viện trợ. Kiev đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mùa xuân và mùa hè để chống lại các cuộc tấn công của Nga ở Đông Bắc cũng như các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái của Moscow trên khắp lãnh thổ Ukraine.